Chào các bạn nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu một cuộc phiêu lưu thú vị vào thế giới của những chú chim đáng yêu, chim cánh cụt. Chim cánh cụt thật sự là những chú chim rất đặc biệt với hình dáng ngộ nghĩnh và hài hước. Chúng có cơ thể tròn trịa, chân ngắn và bộ lông dày bảo vệ khỏi sự lạnh lẽo của các vùng cực lạnh mà chúng thường sống. Một trong những điều thú vị nhất về chim cánh cụt là chúng không thể bay nhưng có khả năng bơi lội tuyệt vời. Chim cánh cụt có thể bơi khoảng 15 dặm một giờ. Chân ngắn trở nên linh hoạt trong nước, khiến chúng trở thành những người bạn hoàn hảo cho cuộc sống ở biển. Chim cánh cụt có thể đi lạch bạch bằng hai chân hoặc trượt bằng bụng của chúng dọc theo lớp tuyết, một chuyển động gọi là trượt băng. Điều này cho phép chúng tiết kiệm năng lượng trong khi vẫn có thể chuyển động tương đối nhanh. Chim cánh cụt có thính giác tốt. Các mắt của chúng đã thích nghi với việc quan sát dưới nước và là phương tiện chủ yếu của chúng để định vị con mồi và lẩn tránh kẻ thù. Ngược lại, ở trên cạn thì chúng là cận thị. Chim cánh cụt thường sống thành đàn và đây là nơi chúng thực sự tỏ ra hòa hợp và vui vẻ. Chúng thường hò hét, nhảy múa và có những bài nhảy độc đáo để thể hiện sự hồn nhiên và vui tươi. Các em có thể thấy chúng tụ tập lại với đồng bọn, tạo thành một không khí hạnh phúc và đầy năng lượng tích cực. Phần lớn chim cánh cụt ăn các loại nhuyễn thể, cá, mực và các dạng sinh vật biển khác chúng bắt được trong khi bơi lội dưới nước. Chúng tiêu tốn khoảng một nửa thời gian trên cạn và nửa còn lại dưới lòng các đại dương. Màu trắng ở bụng của chúng hòa quyện với tuyết và ánh sáng mặt trời khiến loài săn mồi dưới nước khó nhìn thấy chúng. Chim cánh cụt cũng rất tận tâm và chăm sóc con cái. Mỗi con chim cánh cụt đều có một chất giọng riêng giúp chim cha mẹ nhận biết và tìm ra chúng dễ dàng. Chúng luôn cố gắng bảo vệ lẫn nhau khỏi những mối đe dọa từ thế giới xung quanh. Cảnh một gia đình chim cánh cụt đứng chung và bảo vệ con non luôn là hình ảnh rất ấn tượng. Nếu các em đã từng thấy phim hoạt hình về các cuộc phiêu lưu trên băng tuyết, các em có thể biết đến chim cánh cụt tham gia vào những cuộc phiêu lưu tuyệt vời này. Chúng thậm chí còn có những bài nhảy vui nhộn trên băng, tạo nên một không khí lễ hội vô cùng sôi động. Hy vọng rằng, qua chuyến phiêu lưu này, các em đã thấy yêu thích và hiểu thêm về sự độc đáo của chim cánh cụt. Hãy giữ cho trái tim của các em luôn tràn đầy niềm vui và tò mò với thế giới xung quanh. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Chúc các em có một ngày đầy niềm vui và khám phá.